Chọn trái dâu đi. Dâu hả? Thôi thôi lấy trái banh đi. Rồi lấy trái banh đi. Lấy trái banh làm gì đấy? Trái banh để móc khóa xe. Này, vậy cao mà dữ dữ mà. Cầm đi cho con mẹ. Cầm cho mẹ con. Mua một cái đi em. Quay quà mà mua một cái. Bọn này nó sinh viên nó. Nó giờ công sức của anh nhiều lắm đó. Bọn này nó sinh viên. Sinh viên hả? Cảm ơn, làm sinh viên có gì hết rồi. Có tiền đúng không? Sao? Chơi đâu ai là không ông ơi, không? Dạ. Làm chút từ từ, cứ từ từ đừng gấp. Cứ từ từ đừng gấp, gấp mệt lắm, từ từ hát đi chứ mệt lắm gì ơi. Cái này thì trong kia hát ra tiền hơn ở đây. Đúng rồi. Chúng ra đây lại đi du lịch thì chúng mày đi dịch không tốn tiền người khác, như anh đi mấy